tôi nơi giám đốc công an tỉnh An Giang đây. Một giám đốc công an tỉnh công khai số điện thoại di động ngay trên cổng thông tin điện tử, kiên nhẫn lắng nghe hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, điều tra, xác minh, làm rõ từng vụ việc người dân phản ánh. Một giám đốc công an tỉnh với lời khẳng định đanh thép: tôi lựa chọn những đối tượng làm ăn phi pháp, tội phạm có tổ chức mà quen lớn có thế lực là tôi bắt trước. Chỉ trong 2 năm đảm nhiệm cương vị mới, đã có hơn 800 vụ án, chuyên án được ông trực tiếp chỉ đạo. Hàng trăm đối tượng giang hồ cộng cán bị sa lưới. Thậm chí đã từng có băng đảng tội phạm chi tới 20 tỷ đồng hòng điều chuyển ông đến địa phương khác để dễ bề hoạt động. Đã có cái đối đầu với các loại tội phạm thì tội phạm đương nhiên cũng phải dùng nhiều cái thủ đoạn để đối phó lại lực lượng công an. Và chúng tôi cũng là sẽ có nhiều cái biện pháp cương quyết xử lý tất cả và bất kể người nào có cái hành vi là thủ đoạn để mà đối phó lại lực lượng công an. Làm sao để cho cái xã hội là lành mạnh, để là phát triển là kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Cách đây 12 năm, khi vụ bê bối sữa Trung Quốc nhiễm melamin làm rúng động truyền thông thế giới, một người mẹ đã đưa ra quyết định không thể táo bạo hơn: đầu tư vào nông nghiệp sạch để những đứa con của bà và hàng triệu trẻ em Việt Nam được sử dụng sữa tươi sạch, đảm bảo dinh dưỡng. Cho đến hôm nay, thương hiệu sữa TH Chumil đã vượt xa tâm nguyện ban đầu của người sáng lập. Với sản lượng hơn 1 tỷ lít sữa sạch một năm, doanh nghiệp của anh hùng lao động Thái Hương là một trong những đơn vị đầu tiên kiến tạo thành công chuỗi giá trị liên hoàn từ đồng cỏ đến bàn ăn, đồng thời góp phần cổ vũ hàng ngàn nông dân thực hiện khát vọng làm giàu ngay trên chính cánh đồng của họ. Mình là phụ nữ, mình là người mẹ mà mong muốn nhất mọi người đều khỏe mạnh. Đứng trên cái nền tảng là đất nước mình lợi thế về nông nghiệp, đất đai màu mỡ, bốn mùa hoa trái xanh tươi, người nông dân vất vả cần cù phải đưa những cái sản vật này họ của họ trở thành những cái tài sản quý của con người, đó là sức khỏe. Khát vọng của tôi làm thế nào những cái sản phẩm này trở thành cái bếp ăn của thế giới, và tôi quyết tâm trở thành người nội trợ tử tế, đó là khát vọng. Dám khát vọng, đó là phẩm chất cao đẹp mà cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 13 đã tìm thấy trong từng nhân vật. Họ luôn ước mơ, khát khao cống hiến, vượt lên mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy với khát vọng đưa tỉnh Yên Bái vươn lên phát triển nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc. Người cán bộ đã để lại dấu chân khắp các bản làng, huyện thị, người mà trong hoàn cảnh nào, nhiệm vụ nào cũng đều xem trọng lời hứa trước nhân dân, vì nhân dân mà cố gắng. Đó là cô giáo tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu với khát vọng truyền ngọn lửa say mê tiếng Việt đến hàng ngàn học sinh trên khắp cả nước. Đó là nhà khoa học Nguyễn Văn Hoan với khát vọng gieo ấm no cho người nông dân Tây Nguyên bằng những hạt giống vàng. Đó là Trung tá Kim Đình Tư, cột mốc sống vùng biên giới Hà Giang, với khát vọng vun đắp thế trận lòng dân, bảo vệ biên cương tổ quốc. Và còn biết bao tấm gương khác, cho dù ở giai tầng xã hội nào, dù đang hiện diện ngay gần chúng ta hay đang ở xa tổ quốc, họ vẫn có chung một tình yêu hướng về quê hương và khát vọng xây dựng xã hội hạnh phúc, đất nước phồn vinh. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Trong những khát vọng cao đẹp, cũng có những ước mơ giản dị nhưng đầy yêu thương. Đối với các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn luyện viên Mai Đức Chung, người mà các chị vẫn trìu mến gọi là bố, cả đời luôn nhận phần thiệt về mình. Tận tâm, tận lực đưa đội tuyển 5 lần vô địch SEA Games giành quyền tham dự World Cup. Niềm vui hân hoan mà người hâm mộ được chọn hưởng có sự đóng góp không nhỏ của người thầy, người cha, người thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển bóng đá nữ. Miệt mài phụng sự hơn 50 năm cho thể thao nước nhà, cho tới hôm nay, ông không mong muốn gì cho riêng mình,
mà chỉ đau đớn khi nghĩ về những đứa con thân yêu. Mong ước của tôi với các học trò ấy là khi mà không còn thi đấu nữa ấy, thì các bạn ấy có một cái gia đình rất là hạnh phúc và có một công ăn việc làm ổn định. Có những cái lúc mà tôi hỏi các con, các cháu ấy, thì con có cái gì mới chưa? Tức là ý nói là con có bạn, bạn trai chưa? Đấy, để cho tôi phấn khởi. Thì các bạn ấy đều lắc đầu và con chưa có. Thì nói đến đấy thì lại động đến cái lòng trắc ẩn của tôi. Đấy là rất là mong muốn, mong mỏi các bạn có một cái gia đình nó êm ấm và hạnh phúc. Bằng bàn tay, khối óc và nghị lực phi thường, họ, những con người đi vào trang viết, đang dần hiện thực hóa khát vọng của chính mình, góp phần xây dựng đất nước đẹp giàu. Và mỗi câu chuyện được kể lại hôm nay sẽ trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi chúng ta.